Dưa hấu là món ngon giải khát được nhiều người ưa thích trong mùa hè nhưng nếu ăn sai cách có thể khiến sức khỏe bị bào mòn theo thời gian. Sau đây là những sai lầm tai hại nhất khi ăn dưa hấu mà bạn cần tránh. Ăn nhiều dưa hấu cùng một lúc. Dưa hấu rất giàu chất chống oxy hóa lycopene. Chất này nếu được tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề như khó tiêu, đầy hơi, buồn nôn và nôn. Không những vậy, dưa hấu chứa hàm lượng kali cao Mặc dù kali có tác dụng giúp phòng bệnh tim nhưng hàm lượng cao có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung tâm, nhịp tim, dẫn đến các cơn đau tim. Ăn dưa hấu vào buổi tối. Quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn bình thường vào buổi tối. Bạn nên tránh xa các thực phẩm có đường và axit. Trong khi đó, dưa hấu chứa nhiều đường, không thân thiện với hệ tiêu hóa, gây tăng cân khi ăn vào buổi tối. Ngoài ra, tỷ lệ nước lớn trong dưa hấu có thể khiến bạn thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh điều đó dẫn đến giấc ngủ kém thiếu ngủ mệt mỏi vào hôm sau không nên ăn dưa hấu đã bổ quá lâu vào mùa hè nhiệt độ cao vi khuẩn dễ sinh sôi dưa hấu bổ quá lâu dễ sinh ra nhiều vi trùng nếu ăn phải sẽ gây khó chịu cho đường tiêu hóa vì vậy khi ăn dưa hấu bạn nên chú ý chọn những quả dưa hấu vừa chín tới ăn xong sau khi bổ ra là tốt nhất ăn dưa hấu để quá lạnh ăn dưa hấu để lạnh ngon miệng nhưng ăn dưa quá lạnh không tốt cho dạ dày thậm chí ăn nhiều dưa để lạnh khiến bạn bị trướng bụng, khó tiêu, thậm chí là tiêu chảy. Do đó, các chuyên gia y tế khuyên bạn không nên ăn dưa hấu quá nhiều. Không nên uống nước sau khi ăn dưa hấu. Dưa hấu là loại quả chứa nhiều nước và đường, frac âu. Do đó bạn có thể gặp các vấn đề liên quan đến tiêu hóa khi uống nước sau ăn dưa. Ăn sát giờ cơm. Vào mùa hè, nhiều người thường duy trì thói quen ăn dưa hấu mỗi khi đói. Việc làm này có thể diễn ra ngay cả khi đã sát giờ ăn cơm tuy nhiên thói quen trên sẽ tạo điều kiện cho dưa chiếm mất nhiều chỗ trống trong dạ dày làm giảm độ ngon miệng vào bữa chính kéo theo đó là sự suy giảm nghiêm trọng về hàm lượng dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ trong bữa cơm ăn dưa hấu vào sát giờ cơm hoàn toàn không nên nhưng việc thưởng thức loại quả này ngay sau bữa ăn cũng không phải là lựa chọn hợp lý lượng nước dồi dào có trong dưa sẽ hòa tan các dịch vị được tiết ra gây nên những ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình tiêu hóa hấp thu của cơ thể từ những lý do trên, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo thời điểm hợp lý để thưởng thức dưa hấu là khoảng 2 tiếng đồng hồ trước hoặc sau bữa chính.